Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một gục đẩy CB Acoustic TD5. Tuần trước em có về hàng, nhưng mấy hôm gần nay bắt đầu mới có thời gian rảnh quay review các cái sản phẩm bên em đang có. Thì đây là một gục đẩy sản xuất tại Trung Quốc, sử dụng cái công nghệ mạch Class T đến từ châu Âu. Đấy, rất nổi tiếng đúng không ạ? Một thương hiệu rất nổi tiếng tại Trung Quốc nhưng sử dụng công nghệ của châu Âu. Đấy. Đây là bên trong máy này các bác này. Mạch Class TD tình trạng xấu như hình, được chưa? Không nói với các bác là đẹp như thế này thế kia, mà em nói luôn tình trạng là xấu như hình. Đấy, mặt trước của nó rất là đẹp, bên trong mà ra nhìn trông nó hơi cũ cũ, hơi xỉn màu tí. Cái này thì em chưa vệ sinh này, vẫn còn nguyên bụi này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nguyên bụi, thấy chưa? Đấy. Máy sử dụng là nguồn tầm 16-17. Một đĩa hút nguồn, 4 tụ nguồn. Và hai vế công suất 1-2. Dưới hai con nữa là 4 sò công suất. Và đây là con IRF ổn áp nguồn. Đấy. Cuộn dây này, các bác nhìn này. Cuộn dây này, cuộn phế này, rất là đẹp. Chưa đổi màu. Nó chỉ có bám bụi theo thời gian nó xỉn màu đi thôi, chứ còn chưa có hiện tượng là đánh nóng quá dây nó chuyển màu nhá. Đấy. Linh kiện máy bao gồm cho bác là nguyên zin hết từ đầu đến đuôi, được chưa? Chưa sửa chữa tại Việt Nam, về cứ thế mà chờ dùng mà xài thôi. Các bác nào quan tâm đến cục đẩy này thì hệ trực tiếp nhá, và em báo giá luôn này. Con này em đang khuyến mại từ nốt là ngày mùng 1 tháng 3 đến hết ngày mùng 8 tháng 3. Còn từ mùng 8 tháng 3 trở đi thì lại giá khác, thì giá trong khuyến mại cho các bác vẫn là 2.9 triệu, được chưa? Đấy, khuyến mại lịch khuyến mại của em cũng phải gọi là dài cả năm này. Đấy, một năm hơn trong ngày khuyến mại. Thì các bác mua hàng ở đâu thì mua, còn mua bên em thì giá luôn luôn có giá quanh năm khuyến mại, được chưa? Đấy. Và giá thị trường bây giờ, giá con này là vào 3.5 triệu đến 3.7 triệu nhá. Tình trạng đẹp long lanh, còn tình trạng xấu như hình em lười vệ sinh này thì là 3.3 triệu. Đấy. Ví dụ hết khuyến mại thì là 3.3 triệu, mà còn là trong khuyến mại thì là có 2.9 triệu thôi. Các bác nào còn đấy thì liên hệ trực tiếp ngay nha. Có một con duy nhất thôi, lâu lắm rồi mới về thêm được một con này. Thì giới thiệu và quay với các bác tình trạng như này: chức năng hoạt động và đánh các loại hoa bình thường. Công suất là 500W 8 ohm, 4 ohm là 850W, có thể đánh được 2 ohm. Nhưng mà khuyên các bác là thôi, đừng có chơi nhiều. Chơi nhiều làm cái gì? Các bác nhà đánh 4 ohm là ác lắm rồi, chứ chơi cả 2 ohm nữa thì cũng phải gọi là hết cỡ luôn, đúng không ạ? Đấy, CB Acoustic TD5. Kiếp mới sáng sớm bây giờ chưa ăn uống được cái gì mà nói một lúc là đã thấy khô hết cả họng rồi. Đấy, mấy hôm nay em chả ho chả sốt gì đâu. Sáng nào cũng bị mất cái giọng, kiểu hôm trước nói nhiều, nghe nhiều điện thoại quá. Cái này không biết là có phải uống thuốc không, chứ mất giọng này mà sao mà các bác bảo thì chú hát thử anh một bài thì cứ phải gọi là thôi rồi. Đấy nhá, tình trạng máy xấu như hình nhá, được chưa? Xấu như hình nhá. CB Acoustic TD5 xấu như hình, được chưa? Em quay cho bác xem mặt sau Sirino này. 0124585. Đấy, Sirino của nó đây. Cục đáy này tự quay nhỉ. Đây, Sirino của nó này, 012. Cái cục đẩy đéo này, kê nó hẳn hoi rồi, nó còn tự quay nữa các bác ạ. Đẩy đéo 0124585, được chưa? Magentina nhá, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhá. Đấy, chức năng hoặc chờ hoạt động bình thường. Đấy, tiếp sáng này em phải về gì từ nãy giờ nghe gần chục cuộc điện thoại rồi, mà các bác nào cũng hỏi là em có đẩy nào xịn không, thì bây giờ em đang cái đẩy này lên không biết là các bác có kêu nữa không ấy chứ. Còn này em nói thật là bây giờ em đang bán phá giá nhá, bán trong khuyến mại nhá, bán gần như là bằng hòa, gọi là nếu mà trừ cước vận chuyển vẫn 300.000 thì em chỉ có hòa thôi, không có lãi đâu. Nên là các bác nào lấy thì có thể gọi nhanh cho em nhá, không là không còn hàng đâu, có đúng một con duy nhất thôi, lấy thì gọi sớm cho em nhá. Đầu xuân năm mới này bán giao lưu hết cái tháng riêng này, đến tháng 2 thì bắt đầu lại về cái giá cũ. Âm lịch ấy, hôm nay là 28
tháng giêng rồi. À đâu, hôm nay 29 tháng giêng rồi. Tức là hôm nay là mùng 1 tháng 3 rồi. Mùng 1 tháng 3 âm lịch rồi. Đấy, các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Cái này test rồi nha. Test cùng mấy cái cặp loa rồi. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, tình trạng là xấu như hình. Được chưa? Ok, xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác trong clip lần sau.